quý vị, ngày 28 tháng 12 năm 2022, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Từ sáng cùng ngày, các đơn vị đã có mặt tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để khám xét. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ liên quan đến vụ án. Như vậy, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 37 bị can để điều tra về các hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ án. Theo điều tra ban đầu, từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật như cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các nghi phạm, khám xét khẩn cấp tại 9 trung tâm đăng kiểm gồm: Trung tâm 6203D tại tỉnh Long An, Trung tâm 7102D tại tỉnh Bến Tre, Trung tâm 8302D tại Sóc Trăng, Trung tâm 6602D tại Đồng Tháp, Trung tâm 6302D tại Tiền Giang. Các trung tâm này cùng do ông Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an đã triển khai khám xét trung tâm 5015D tại thành phố Thủ Đức do ông Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc, trung tâm 5007V tại quận Bình Tân, trung tâm 5010D tại huyện Củ Chi, trung tâm 5017D tại huyện Nhà Bè. Để có tiền chia cho các nhân viên và làm quỹ hoạt động, giám đốc các trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo nhân viên trung tâm, bao gồm các phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng trong quá trình kiểm định chất lượng, đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường, đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thì đáng chú ý là đối với những cái trung tâm mà đăng kiểm do cái đối tượng Trần Lập Nghĩa làm giám đốc á, thì chúng tôi phát hiện có một cái nhóm hành vi vi phạm nữa, đó là cái nhóm giả mạo công tác. Thì cụ thể là các cái đối tượng này đã lợi dụng thực hiện cái việc là làm trái các quy định, là đối với một cái trung tâm đăng kiểm là phải quy định có 3 cái đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất là một cái đăng kiểm viên bậc cao. Tuy nhiên các cái đối tượng do các cái trung tâm nói trên á, do Trần Lập Nghĩa cầm đầu này á, thì các cái đối tượng này á là cố ý hợp thức hóa cái việc mà bố trí các cái đăng kiểm viên này và giả mạo các cái chữ ký của các cái đăng kiểm viên mà không có thật tại các cái trung tâm đăng kiểm này để ký cấp cho khoảng là 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và cái tiền thu lợi ước tính trong với cái số liệu tôi ước tính là trên 10 tỷ đồng. Sử dụng nhân viên không có chức năng, là không có giấy chứng nhận đăng kiểm viên, mặc quần áo đăng kiểm để sau đó là thực hiện các bước đăng kiểm xe cơ giới, và đối tượng sẽ tránh cơ quan chức năng phát hiện bằng cách là đi lúc nào cũng cho 3 đối tượng đủ mặc quần áo đăng kiểm đi vòng quanh camera mà của cục đăng kiểm giám sát, dẫn đến là về nhìn trên hình ảnh thì lúc nào cũng có 3 đăng kiểm viên mặc quần áo đăng kiểm, nhưng thực tế là trong số này thì các đối tượng không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên nhưng vẫn tham gia đăng kiểm. Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, những phương tiện xe cơ giới không đủ điều kiện đo độ khói của khí thải, các trung tâm đăng kiểm đã dùng thủ đoạn lấy giấy trắng để cản trở thiết bị đo khí thải để phương tiện đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, về kiểm định kỹ thuật, một số phương tiện không đạt tiêu chuẩn về phanh nhưng vẫn hoạt động sẽ gây rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính người điều khiển phương tiện. Ngoài ra, các bị can trong vụ án này đã hợp thức hóa đăng kiểm cho những phương tiện đã cơi nới thành thùng để qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông. Là xe tải mà đã cơi nới thành thùng rồi, sau đi đăng kiểm thì các đối tượng này hợp thức hóa cho đăng kiểm giấy chứng nhận đăng kiểm trên xe để qua mặt lực lượng cảnh sát giao thông ấy, là hợp thức hóa là bằng cái kích thước đã được cơi nới rồi. Cái hai nữa là có những xe cơi nới rồi mà đi đăng kiểm thì có do nhu cầu chủ phương tiện thôi, là liên hệ là chỉ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm để không bị phạt. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ án này. Kính mời quý vị ấn like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.